Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em rất mong chị đọc được tin nhắn này của em để giúp em ứng xử trong tình huống mà em đang mắc phải. Hiện giờ em đang rất buồn và hụt hẫng chị ạ. Em và người yêu quen nhau cũng được gần 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, do em không biết cách ứng xử nên hay làm anh ấy chán và lạnh lùng với em. Trong một lần anh đề nghị chia tay em, lúc ấy em đã rất buồn và níu kéo. Theo bản năng, kết quả là anh ấy càng ngày càng sợ và né tránh em hơn. Và khi ấy em tình cờ biết đến chị, nhờ xem những video của chị mà em từng bước để anh ấy quay lại và trân trọng em hơn. Và cho đến bây giờ em và anh ấy sắp cưới nhau thì lại nảy sinh nhiều chuyện rắc rối. Chị ạ, cha mẹ anh ấy cũng đã đến nhà em bàn chuyện cưới xin rồi, hai bên cũng đã chấp thuận. Nhưng riêng về cha mẹ người yêu em thì ra rất nhiều điều kiện khi cưới em về và bắt buộc anh ấy phải làm theo. Anh ấy không chấp nhận và có cãi nhau lớn tiếng với mẹ anh ấy. Rồi anh nhắn tin cho em, bảo em hãy tìm một người khác tốt hơn. Nếu làm vợ anh ấy thì cuộc đời em sẽ rất khổ. Em nói với anh ấy, cha mẹ hai bên đã dự định ngày cưới xong hết rồi. Bây giờ anh nói như vậy thì em biết nói sao với bố mẹ đây. Anh muốn quyết định chuyện gì thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Và anh ấy im lặng 3-4 ngày gì đó, vẫn giữ nguyên quyết định chia tay em. Trong lúc tức giận, em đã xóa kết bạn Zalo và Facebook với anh ấy. Nhưng sau đó mẹ anh ấy có điện thoại với em và bảo em hãy an tâm, đã quyết định ngày cưới rồi thì nhất định sẽ cưới. Em có nói với mẹ anh ấy là anh ấy đã nhắn tin chia tay và hồi đám cưới rồi ạ. Nhưng mẹ anh ấy nói em đừng quá lo lắng, kêu em đừng nói gì với cha mẹ em hết. Và theo em biết thì điều kiện mẹ anh ấy đưa ra là cưới em về, giao ruộng đất cho vợ chồng em làm, nhưng tiền thì phải đưa mẹ anh ấy giữ. Muốn đi đâu làm gì thì thỉnh thoảng mẹ anh ấy sẽ cho. Mẹ anh ấy làm vậy là vì trước đây anh ấy đam mê cá độ và nợ cả 100 triệu. Không muốn anh ấy ngựa quen đường cũ nên không cho anh ấy giữ tiền riêng và còn nhiều điều kiện khác nữa. Theo chị thì em nên làm gì trong lúc này ạ? Thực sự em rất là rối, chia tay không được, tiếp tục cũng chẳng xong. Em rất mong nhận được tư vấn từ chị lúc này ạ. Em thân mến, thực ra cái quyết định kết hôn với ai đó nó là một quyết định cả đời, nó rất là quan trọng. Mà khi xảy ra những vấn đề mà khiến mình lăn tăn ấy thì cũng không phải là anh ấy muốn dừng đâu, mà em cũng phải là người hoãn lại một thời gian để mình xem xét thật kỹ cái mối quan hệ này và khi chúng ta lấy nhau chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề như thế nào. Bởi vì nói thật với em, hôn nhân nó phức tạp hơn cái việc bọn em yêu nhau rất là nhiều. Hôn nhân sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề như cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ nội ngoại, đối nội đối ngoại nó rất là quan trọng, mà chỉ cần mình không khéo léo một chút thôi là sẽ gây ra rất nhiều những cái mâu thuẫn. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ cẩn thận để nhìn nhận từng cái vấn đề trong mối quan hệ của em. Người đàn ông của em ấy thì anh ấy là người đã từng cá độ, đã từng thua cả 100 triệu như thế. Thì đương nhiên với tư cách của bố mẹ thì không muốn là con trai mình sẽ mắc phải cái sai lầm. Thì chị nghĩ rằng mẹ của anh ấy đưa ra cái mong muốn đấy, nó cũng là một cái mong muốn nó rất là bình thường của một người bố, người mẹ thôi. Nó bắt nguồn từ cái việc là người đàn ông của em không thể làm chủ cuộc sống của mình, đúng không? Bởi vì nếu anh ấy có thể làm chủ cuộc sống của anh ấy không cần ruộng đất của bố mẹ, anh ấy đi ra ngoài anh ấy làm việc thì tiền của anh ấy giữ, làm sao mà bố mẹ giữ được của anh ấy, đúng không? Anh ấy có muốn hay không? Chứ còn việc bố mẹ muốn giữ, làm sao mà giữ được? Anh ấy trưởng thành rồi mà. Đấy, còn nếu mình sống mà phụ thuộc vào bố mẹ thì đương nhiên tiền bố mẹ giữ mình không làm gì được rồi. Thì em cũng phải xem xét lại cái năng lực của người đàn ông này để rồi khi em lấy anh ấy em sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề thế nào, đúng không? Lấy anh ấy em sẽ phải đối mặt với vấn đề là nếu mình không có năng lực để kiếm ra tiền của mình thì mình sẽ phụ thuộc vào bố mẹ, mình phải thể dùng ruộng đất của bố mẹ, như thế mình làm ra thì bố mẹ giữ hết. Không phải là anh ý bất bình đâu mà bản thân em có chấp nhận được không? Cân nhắc thật là kỹ đi. Vấn đề không chỉ ở người đàn ông của em, vấn đề còn là cả việc em sẽ đối mặt với cái vấn đề đó như thế nào nữa. Chứ không phải là vấn đề chỉ của riêng một mình người yêu của em đâu nhá. Cho nên chị hy vọng em cân nhắc thật là kỹ đi đã. Còn hôn nhân thì không cưới năm này thì cưới năm sau, không quan trọng gì cả em ạ. Nhưng mình phải cân nhắc thật là kỹ và phải có một cái phương án nó tốt nhất cho em mà người yêu em cũng chấp nhận được thì mới được. Chứ đừng có vội vàng, đừng có nghĩ rằng mình đã định ngày cưới rồi xong rồi mình không cưới thì mình lỡ dở hay là mình sợ gì. Thà rằng chưa cưới còn hơn là cưới rồi mà em mắc sai lầm thì nó còn khổ hơn nữa. Cho nên chị nghĩ rằng không có gì mà phải vội vàng cả. Cái việc cưới xin nó cũng chỉ là một cái hình thức để chúng ta công bố với mọi người thôi. Nó không quan trọng bằng cái việc là bọn em sống bên nhau có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc của em nó mới là quan trọng nhất, chứ không phải là lúc nào tổ chức đám cưới nó là quan trọng nhất. Hãy hiểu rằng nếu mình lấy anh ấy mình sẽ phải đối mặt với vấn đề gì.
Chị chỉ cho em thấy là đối mặt với anh ấy, em sẽ phải đối mặt với việc yêu một người đã từng cá độ, đã từng có cái thói đấy, thì liệu anh ấy có thể từ bỏ được thực sự hay không? Đúng không? Nếu em chưa thực sự tin tưởng thì em cũng phải nghĩ cách. Ví dụ mình làm ra tiền thì mình phải giữ tiền của mình, chứ đừng làm ra tiền xong rồi để anh ấy cầm đi anh cá độ là mình hỏng cả đời mình luôn đấy. Nhớ, mình phải tính toán thật là kỹ. Bố mẹ anh ấy cũng tính rồi, chứ cũng không phải là chưa tính đâu. Còn nếu như người đàn ông của em là người biết kiếm ra tiền, biết giữ tiền, mà bố mẹ anh ấy còn đưa ra cái điều kiện đấy thì nó mới là vô lý, nó mới là không chấp nhận được. Chứ còn anh ấy là người không biết giữ tiền, kiếm được bao nhiêu mang đi cá độ ấy, thì mẹ anh ấy bảo anh ấy giữ hộ là cái chuyện rất bình thường. Bây giờ cái lời khuyên của chị dành cho em là như thế này: với cái tình huống như thế thì em nhất định phải là người làm chủ về kinh tế. Em phải biết cách kiếm tiền và tự lo cho mình, ngay cả khi ví dụ mình lấy chồng thì mình muốn dựa vào chồng rồi, chồng có khả năng để kiếm tiền để lo cho mình thì rất là tốt. Nhưng ngay cả khi họ không có cái khả năng đấy thì mình cũng phải có khả năng lo cho mình. Chứ em đừng để đến cái nỗi mà bây giờ em về nhà chồng em dùng đất của bố mẹ, ruộng đất đấy để em làm ăn rồi, sau này mẹ chồng cầm tiền hết, em không chủ động về tiền của em thì rất là khổ. Nhá, đừng để đưa mình vào cái tình huống đấy. Em có công việc của riêng mình không? Hãy tìm cho mình một công việc riêng của mình. Đừng sống phụ thuộc vào mẹ chồng. Cái mối quan hệ đấy nó rất là phức tạp. Mình có cuộc sống riêng của mình nó sẽ tốt hơn. Tiền của em giữ, không ai giữ được của em. Em muốn mua cái này, em muốn mua cái kia, em muốn sử dụng nó như thế nào, đấy là quyền của em. Còn nếu sau này mà em sống dựa vào bố mẹ, ruộng đất của bố mẹ, thì sau này bố mẹ chồng cho cái gì em được cái đấy. Mà không cho, không đồng ý, không thấy không hợp lý thì em cũng không làm được những cái điều mà em muốn. Cho nên lời khuyên tốt nhất mà chị dành cho em là em phải có cuộc sống của riêng mình đã này. Phải có khả năng kiếm tiền cho mình. Chị không bắt là phải nhiều như nào, nhưng ít nhất nó đảm bảo cho cuộc sống mà em muốn. Và em phải biết giữ tiền. Đảm bảo được cái điều đấy thì hãy bắt đầu lấy anh này. Lấy anh này và đối mặt với cái tình huống xấu nhất là anh có tiền anh ấy sẽ đi cá độ thì mình có chấp nhận được không? Hay ít nhất là anh kiếm được thì anh đi cá độ, chứ không có cái chuyện là anh lấy tiền của tôi anh đi cá độ. Đúng không nào? Đây là vấn đề nó rất là quan trọng, cho nên em phải cân nhắc thật là kỹ. Bây giờ không phải là anh ấy cân nhắc về em là có kết hôn với em hay không, mà em phải cân nhắc anh ấy là xem có nên kết hôn với anh ấy hay không. Còn cái việc mà em lấy chồng xong rồi dùng ruộng đất của bố mẹ thì thực sự cái phương án đấy nó phụ thuộc, nó rất là khó cho em. Chị không khuyến khích em làm điều đấy. Bây giờ em có thể nói với người yêu của em ý, là phương án của mẹ đã như thế rồi ý, thì chúng ta có thể sống mà không phụ thuộc vào bố mẹ. Em có công việc của em, hoặc là em đi làm công ty này công ty kia, em kiếm được tiền em lo cho chính mình. Anh cũng đi làm ở ngoài đi, đừng làm cho bố mẹ nữa. Chúng ta sống độc lập ra. Thì bằng cái cách đấy mẹ không thể nào mà kiểm soát tiền của anh được. Đúng không? Cuộc sống là của anh. Anh không đưa thì mẹ anh vật anh ra để lấy tiền à? Làm sao có chuyện đấy được? Đúng không? Chúng ta là những người trưởng thành rồi. Và sau này mà bọn em có nhiều tiền hơn nữa, bọn em mua được nhà, hoặc là bọn em cảm thấy không thoải mái, bọn em thuê nhà, bọn em ở riêng, bọn em sống cuộc sống của bọn em, thì đấy là cái cách mà em giải quyết. Em có thể chia sẻ với người đàn ông của mình như thế. Còn dù vấn đề gì có xảy ra chăng nữa, em phải là người làm chủ cuộc sống của mình nhá. Phải có công việc của mình, phải có tiền của mình, thì mình làm chủ nó thì nó sẽ tốt nhất. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Bây giờ không vội vàng gì cả, không vội vàng để cưới. Anh ấy muốn tạm dừng mình cũng hoãn lại cái thời gian đấy đi. Em cứ nói với bố mẹ em cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng, chứ đừng vì ngại hay là đừng vì xấu hổ, vì sợ mất mặt mà không dám nói, không dám hoãn lại, xong sau này em sẽ hối hận nhá. Cân nhắc thật là kỹ đi đã. Cuộc đời còn dài ở phía trước, đừng vì một quyết định sai lầm mà mình hối hận cả một đời. Cân nhắc mình đảm bảo cái tài chính của mình này, mình đảm bảo mình với anh ấy thống nhất được rằng sau kết hôn chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền như thế nào. Mà để đảm bảo em có thể làm chủ được, em phải là chìa khóa để cầm cái tiền trong ngôi nhà đấy, thì em hãy tiếp tục. Chứ nếu không lấy nhau về là suốt ngày cãi nhau về tiền là dễ ly hôn lắm. Rất nhiều cặp đôi đã như thế rồi, cho nên em phải biết là có vết xe đổ ở đấy thì mình đừng bao giờ dẫm vào. Nhá, cân nhắc thật là kỹ, suy nghĩ thật kỹ những điều chị nói đi, rồi nói chuyện với người yêu của em để đưa ra một phương án thống nhất cụ thể. Rồi có vấn đề gì ấy, em hãy để cho người yêu của em, người chồng sắp cưới của em nói chuyện với mẹ anh ấy, chứ em đừng đề cập trực tiếp gì với mẹ của anh ấy nhá. Vì như thế thì mình sẽ bị mất lòng người ta. Hãy để cho con trai người ta mất lòng với người ta chứ thì không sao, chứ mình mất lòng với mẹ chồng là nó cũng không hay lắm. Cho nên hãy khéo léo một chút. Đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.